quý vị và các bạn, thừa cân béo phì đang là nỗi quan tâm của nhiều người bởi nó không chỉ làm mất đi tính thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng tới sức khỏe của mỗi người nữa. Chính vì thế mà việc tập luyện để giảm cân hiệu quả đốt cháy mỡ thừa là rất cần thiết. Vậy quý vị và các bạn đã lựa chọn cho mình phương pháp tập luyện nào? Ngày hôm nay chương trình thể dục theo mùa sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn một bài tập giảm cân hiệu quả đốt cháy mỡ thừa. Trước khi đi vào bài tập chi tiết thì chúng ta sẽ cùng xem một bài tập hoàn chỉnh nhé. Sau đây là một số bài tập mình sẽ hướng dẫn mọi người, bài tập kết hợp từ cơ, từ phần thân dưới cho đến phần chân, tay, vai. Các cái bài tập này có tác dụng giảm mỡ rất tốt. Sau đây thì mình sẽ căng cơ này, mọi người đan hai tay vào nhau, giơ lên cao này. Sau đó thả một tay xuống, kéo căng phần bắp tay sau, mình đổi bên. Căng phần cơ vai, tay đằng trước nào, vượt tay xuống dưới, kéo căng phần cơ vai, giữ cho mình 5 giây, 5, 4, 3, 2, 1, rửa bên nào. Tiếp theo là phần căng cơ lưng này, mọi người đứng hai chân rộng ra này, vươn thẳng người về trước, căng phần cơ lưng này, đùi sau, đùi sau xuống. Tiếp tục phần cơ đùi trước, giữ cho mình khoảng 5 giây, 5, 4, 3, 2, 1, chạy bước nhỏ này, mọi người chạy chậm cho mình trong khoảng tầm 20 giây. Thời gian trước nào, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiếp theo, bài tập tác động vào phần cơ vai này, phần cơ bụng này, hai chân đứng rộng bằng vai, bò xuống. Đá chân lên. Hai chân sẽ đứng song song và hướng về phía trước, lưng thẳng, ngực ưỡn. Ngồi xuống đẩy hông ra sau. Khi mình kết hợp thêm với cả hai quả tạ này, là bài tập vào phần vai, xuống hít này, đẩy vai. Bài tập này sẽ đốt mỡ phần mông này, lưng thẳng, ưỡn ngực. 5, 4, 3, 2, 1. Mình sẽ bước một chân về phía trước, một chân đằng sau. Chân sau kiễng lên và hướng người về phía trước, xuống này. Gập vuông góc, đầu gối trước và đầu gối đằng sau, xuống hít lên thở. 5, 4, 3, 2, 1. Bài tập thứ 3 mình sẽ giới thiệu đến các bạn là bài tập sumo squat. Bài tập này nó sẽ tác động rất sâu vào phần đùi trong này. Đừng rộng ra nhé, để cho mình cảm nhận thật sâu vào phần đùi trong này. 5, 4, 3, 2, 1. Bài tập về phần ngực, hai tay này, hai tay mở rộng ra, rộng hơn vai một chút, dựng thẳng chân lên, tiếp căng bụng lại, xuống, xuống đi lên thẳng, 1, 2, 3, 4, 5, cơ lưng, một trong những cái nhóm cơ chính trong cơ thể của chúng ta, mình sẽ làm mẫu trước này, nằm xuống, đưa thẳng tay ra đằng trước. Chúng ta vừa theo dõi hoàn chỉnh chuỗi bài tập về cơ toàn thân có tác dụng giảm mỡ do huấn luyện viên Trần Tiểu My hướng dẫn, và chị sẽ là người giúp đỡ chúng ta có những hiểu biết về bài tập này. Xin chào chị ạ, chị có thể giúp khán giả truyền hình có những hiểu biết cơ bản nhất khi mà tập luyện bài tập này không ạ? Đây là các chuỗi bài tập kết hợp toàn thân giữa các phần cơ thân trên và thân dưới. Nó là những cái bài tập liên hoàn giúp cho mình có tác dụng đốt mỡ ở quanh cơ rất là tốt. Bài tập này dành cho những đối tượng nào ạ?
Những bài tập như thế này thì hầu như tất cả các đối tượng đều có thể tập luyện được, từ các bạn trẻ này, hay là những người lớn tuổi hơn một chút, hay thậm chí là các cái chị làm việc ở văn phòng khi mà không có thời gian đến các câu lạc bộ tập luyện thì mình có thể sử dụng luôn những cái vận dụng rất là đơn giản ở ngay trong văn phòng của mình để tập theo. Khi tập thì sẽ mang lại những lợi ích gì cho cơ thể? Bài tập này chủ yếu là bài tập toàn thân, nó tác động rất sâu vào phần đùi sau này, và phần mông này, phần bụng rất là nhiều, hay có những bạn tích mỡ ở phần đùi sau cũng rất là nhiều, thì những cái bài tập như thế này nó sẽ giúp cho mình đánh tan mỡ ở thừa ở xung quanh cơ bắp, làm cho cơ thể của mình nó săn chắc, khỏe mạnh hơn. Và những lưu ý khi mà tập luyện bài tập này là gì ạ? Khi tập luyện những cái bài tập này thì mọi người nên lưu ý một chút đến các cái kỹ thuật tập luyện. Bởi vì nếu như các bạn tập luyện không đúng, hay là chỉ cần sai một chút thôi về cái động tác, nó sẽ ảnh hưởng đến xương khớp, thì cái này là nó sẽ làm phản tác dụng của bài tập. Vâng, xin cảm ơn huấn luyện viên Tiểu My. Và chị có thể giúp khán giả truyền hình cùng tập luyện bài tập cơ toàn thân giúp giảm mỡ và nâng cao sức khỏe được không? Mình rất sẵn lòng. Sau đây là một số bài tập mình sẽ hướng dẫn mọi người, bài tập kết hợp từ cơ, từ phần thân dưới cho đến phần chân, tay, vai. Các cái bài tập này có tác dụng giảm mỡ rất tốt. Sau đây thì mình sẽ căng cơ này, mọi người đan hai tay vào nhau, giơ lên cao này. Sau đó thả một tay xuống, kéo căng phần bắp tay sau. Giữ khoảng 5 giây. 5, 4, 3, 2, 1. Mình đổi bên. Căng phần cơ vai. Giữ tay đằng trước nào. Vượt tay xuống dưới. Kéo căng phần cơ vai. Giữ cho mình 5 giây. 5, 4, 3, 2, 1. Rửa bên nào. Tiếp theo là phần căng cơ lưng này. Mọi người đứng hai chân rộng ra này, vươn thẳng người về phía trước, căng phần cơ lưng này, đùi sau, đùi sau xuống. Tiếp tục phần cơ đùi trước, giữ cho mình khoảng 5 giây. 5, 4, 3, 2, 1. Đổi bên. Chúng ta vừa mới xong phần căng cơ thì bây giờ chúng ta sẽ bước vào đến cái giai đoạn thứ hai, chính là warm up, làm nóng cơ thể. Đầu tiên là chạy bước nhỏ này, mọi người chạy chậm cho mình trong khoảng tầm 20 giây. Tiếp theo là nâng cao đùi nào. Siết bụng lại. Thời gian trước nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mọi người bước chân ra hai bên này. Di chuyển đều, hít thở đều. Hít bằng mũi, thở ra bằng miệng. Tiếp theo, bài tập tác động vào phần cơ vai này, phần cơ bụng này. Đầu tiên này, hai chân đứng rộng bằng vai, bò xuống, đá chân lên. Bắt đầu, 1, 2, 3, 4, di chuyển, hít thở đều cho mình. Hít bằng mũi, thở ra bằng miệng nào. Và bây giờ các bạn có thấy là người mình nó rất là nóng và toát rất là nhiều mồ hôi ra đúng không? Thì tim thì đập rất là nhanh. Thì đây chỉ là những cái bài tập về warm up thôi, tức là làm nóng cơ thể. Thì tiếp theo chúng ta sẽ bước ngay vào bài tập. Bài tập này sẽ là những bài tập kết hợp toàn thân, giữa thân dưới và thân trên. We'll be right back.
đầu tiên này, hai chân đứng dọc bằng vai, hai chân sẽ đứng song song và hướng về phía trước, lưng thẳng, ngực ưỡn, ngồi xuống đẩy hông ra đằng sau. Khi mình kết hợp thêm với cả hai quả tạ này, là bài tập vào phần vai, xuống hít này, đẩy vai. Bài tập này sẽ đốt mỡ phần mông này, mọi người làm theo mình nhé. Chuẩn bị, hai chân đứng rộng ra nào, vừa mũi giày về phía trước, song song với nhau nhá. Ngồi xuống này, xuống hít lên thở 10 cái, lưng thẳng, ưỡn ngực, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Các bạn kết hợp thêm tạ cho mình nhé, vào nhịp thứ 2 này. Cầm hai quả tạ, giơ ngang vai lên nào, cao tay lên một chút, đúng rồi. Mở tay rộng vuông góc với cả phần vai này, xuống hít nào. 10 cái nhá, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bài tập tiếp theo là bài tập lăng chân. Bài tập này vừa tác động vào đùi trước và vừa tác động vào đùi sau, giúp cho mình đốt được cái phần mỡ đằng sau đùi rất là tốt. Mình sẽ bước một chân về phía trước, một chân đằng sau, chân sau kiễng lên và hướng người về phía trước, xuống này, gập vuông góc đầu gối trước và đầu gối đằng sau, xuống hít lên thở. Mọi người làm theo mình nhé. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Đổi bên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kết hợp với tạ nào. Và tư thế bắt đầu, xuống hít lên thở 10 cái. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bài tập thứ 3 mình sẽ giới thiệu đến các bạn là bài tập sumo squat. Bài tập này nó sẽ tác động rất sâu vào phần đùi trong này, là cái phần mà phụ nữ, con gái hay bất kỳ ai cũng đều bị tích mỡ ở phần đùi trong rất là nhiều. Đầu tiên, hai chân đứng rộng ra này, xòe bàn chân ra phía bên ngoài, tay vào phần eo này, ngồi xuống. Đứng rộng ra nhé, để cho mình cảm nhận thật sâu vào phần đùi trong này. 10, 9, xuống hít lên thở nào. 8, 7, 6, 5, 4.